Cái gì cơ hả? Cái thằng vô học này. Mẹ mày vô học xong cũng đẻ ra mày vô học luôn à? Cúc quá lắm. Mày nhìn xem, nhà mày chả là những cái nhà rác thì là cái gì? Này, không phải cô muốn nói gì là nói đâu nhá. Chúng mày tưởng tao hiền rồi kéo bè kéo lũ đến đây định đè đầu cưỡi cổ bắt nạt tao à? Bảo ơi, Bảo. Ra. Mẹ đang vội, con ra dọn rác giúp mẹ nhá. Chán mà, người ta lại vứt rác trước cửa nhà mình không à. Thôi nào, ngoan, dọn dẹp rồi mà học bài. Mẹ chuẩn bị sẵn cơm nước rồi, tí nữa chỉ việc ăn rồi dọn dẹp thôi nhá. Ngoan lắm, thôi mẹ đi làm đây. Con chào nghe. Ừ. Chân tay mày có sạch không mà mày dám động vào người tao hả? Cô đừng để rác ở trước cửa nhà cháu nữa. Cái gì? Làm sao cơ? Con thấy cô để rác ở cửa nhà cháu mấy lần rồi. Mà cháu cũng để cái bảng cấm đồ rác ở kia rồi. Cô không đọc à? Cái gì cơ hả? Cái thằng vô học này. Mẹ mày vô học xong cũng đẻ ra mày vô học luôn à? Tao nói cho mày biết nhá, trình độ học vấn của cả nhà mày ấy chưa chắc đã được bằng tao đâu. Quá đáng lắm. Quá đáng á? Mày bảo ai quá đáng cơ hả? Mày tin không? Mày có tin là tao bóp chết mày luôn không? Cô Diệp, sao cô lại đánh con tôi? Đúng là mẹ nào con nấy bẩn thỉu, vô học như nhau. Cô có gì không hài lòng? Cô đừng sỉ nhục mẹ con tôi như thế. Cô thử hỏi cái thằng con ngu ngốc của cô kia kìa. Nó vừa mới trả treo với tôi đấy. Mẹ ơi, cô ấy lại vứt rác trước cổng nhà mình kìa. Tao vứt rác mà mày có quyền can thiệp à? Đây là nhà cháu. Ở chỗ bãi rác kia có mà. Sao cô không ra đấy mà vứt? Tao không thích. Đi mỏi chân tao. Tao cứ thích vứt ở đây đấy. Mày nhìn xem, nhà mày chả là những cái nhà rác thì là cái gì? Cô Diệp, tao nói không đúng à? Mày nhìn lại xem. Bẩn thỉu, hôi hám, có khác gì cái chuồng chó không? À không, chó nhà tao ấy ăn phải ăn ngon mặc đẹp, mà đã ngủ thì là phải ngủ giường ấm nệm êm. Chứ cho sang cái chuồng này ấy, chắc là nó khóc thét. Cô giàu có, đấy là phúc phận của cô. Nhưng cô không được sỉ nhục mọi người như thế chứ. Không được á? Tao thích đấy, tao cứ thích sỉ nhục đấy, làm sao? Ai bảo mẹ con mày đã nghèo rồi lại còn lắm lý sự? Nghèo hèn thì chấp nhận kiếp làm nô bộc cho người khác đi, lại còn thích gân cổ lên để đòi công lý à? Mọi người đều mang rác ra kia vứt hết rồi. Mỗi cô là đem rác đến nhà cháu vứt thôi. Mẹ mày là một con mụ làm nghề quét rác. Tao làm như thế là để tạo công ăn việc làm cho mẹ mày đấy. Kìa, biết chưa? Kìa cô, cháu nó còn nhỏ, cô không nên nói như thế. Tao nói không đúng à? Tao đang tạo công ăn việc làm cho mày đấy. Hàng tháng tao cũng phải trả tiền cho bọn công nhân vệ sinh như mày mà. Đã nhận tiền thì phải hầu hạ người ta là đúng rồi. Thôi, cô đừng có nói nữa. Cô đi về đi. Đi thôi. Này, ai cho mày đuổi tao hả? Cô bọn nha. À, thôi được rồi. Từ lần sau ấy, hai mẹ con mày mà còn dám động đến tao nữa ấy, tao không tha đâu. Nín. Con sẽ lớn thật nhanh thì không có ai có thể bắt nạt mẹ nữa. Chỉ cần là con thôi. Mẹ chỉ có mỗi con thôi nhá. Không khóc nữa. Bây giờ mình ra mình dọn đống rác này đi nhá. Trước khi dọn đống rác này, mẹ phải vứt cái này đi đã. Ôi thêm một lần nữa nhá.
Tím Diệp à? Anh Nghĩa, anh vào nhà ngồi chơi, đợi em một tí. Hôm nay bác có việc gì mà lại sang nhà em chơi thế này? Thím đang dọn nhà thì cứ dọn đi. À không, em dọn xong rồi. Thế bác đợi em một tí để em đi pha ấm trà nhá. Thôi, không phải trà đâu. Tôi sang đây là có chuyện nói với thím. Dạ. Cũng vừa mới 49 ngày mẹ xong, nên là em cũng vừa mới dọn hết đồ đạc cũ của mẹ. Còn những cái đồ trước mẹ dùng thì em cũng mang đốt đi hết anh ạ. Thím Diệp này, tôi hỏi thật nhá. Dạ. Mẹ mới mất ý, thì tôi cũng không tiện nhắc đến chuyện tài sản mẹ để lại. Thế nhưng mà qua 49 ngày rồi vẫn không thấy vợ chồng chú Thím nói gì với vợ chồng tôi. Nên là hôm nay tôi sang tôi đánh bạo, tôi hỏi thẳng. Dạ. Tài sản để lại ý ạ? Thím đừng nói là Thím không biết nhá. Em có thấy gì đâu ạ? Thím ngây thơ thật hay giả vờ ngây thơ đấy? Em không thấy thật mà anh. Thím Diệp này, Thím tham lam ở đâu thì tham lam, chứ tham lam trong cái nhà này, tham lam với tôi ấy là không được đâu. Em đã nói là em không thấy. Lúc mẹ còn sống, mẹ luôn nói với tôi với chú Trung chồng Thím là mẹ có 10 cây vàng, khi nào chết đi thì mẹ sẽ cho hai anh em chia đôi. Thím không tin tôi, Thím hỏi chồng Thím mà xem. Anh cứ bình tĩnh nghe em nói đã. Thì em cũng có nghe. Đấy. Thế mà Thím lại còn bảo không biết. Thím lại định ăn một mình à? Anh nói như thế là vu oan cho vợ chồng em đấy. Vu oan á? À đúng. Thằng Trung nó là em trai tôi, tính cách nó thế nào ấy thì tôi biết. Nó không đời nào mà nó ăn chặn của anh nó đâu. Nhưng còn Thím, có khi Thím lại giấu cả chồng mang 10 cây vàng về nhà mẹ để ấy nhỉ? Anh Nghĩa. Thím quát ai? Oan ức lắm à? Tôi thật sự là không biết vàng bạc gì cả. Hay là để tôi báo công an cho họ vào cuộc. Thím mà ăn không ăn hỏng của tôi ấy, là Thím đi tù đấy. Báo đi, anh báo đi. Dạ, chào cô chú ạ. Xin lỗi cô chú. Đến đây làm cái gì đấy? Biến đi. Cô xấu lắm. Một lũ vô học, một lũ vô văn hóa. Chúng mày tưởng tao hiền rồi kéo bè kéo lũ đến đây định đè đầu cưỡi cổ bắt nạt tao à? Này, không phải cô muốn nói gì là nói đâu nhá. Thím Diệp, Thím chửi mẹ con nói, Thím chửi tôi đấy hả? Tôi chửi cái những cái thứ bẩn thỉu mà bước chân vào nhà tôi, được chưa? Đúng, công việc của mẹ con tôi là công việc chân tay. Bẩn thì có bẩn, nhưng nhân cách của mẹ con tôi thì không bẩn. Cô đừng dùng từ bẩn để bôi nhọ nhân cách của mẹ con chúng tôi. Cô... Sao thế ở trong người gối mà cô vứt chiếc cửa nhà cháu? Mẹ con mình cũng phân chia rác nhá. Mẹ ơi. Mẹ xin. Con quần áo này đâu mà? Lấy cái này để mặc này. Cái này mà thương ấy. Cái này. Mẹ ơi. Ô. Đây là túi của cô Diệp mà. Chắc là cô ấy không biết có vàng ở trong này rồi. Thôi, mẹ con mình đi đem trả cô ấy đi. Nhưng mà cô ấy thế nào không quan trọng. Quan trọng là mình nhặt đồ đánh rơi, mình phải đem trả. Đừng bao giờ nhặt đồ đánh rơi của người khác mà dùng con nhá. Vâng. Ngoan lắm, đi thôi. Đúng 10 cây vàng của mẹ để lại đây rồi. Chắc mẹ để quên trong gối nhưng không dặn cho con cháu. Thím Diệp, Thím cho tôi xin lỗi nhá. Tôi xin phép tôi đi về ạ. Cô Châu, cô cho tôi xin lỗi nhá. Không sao, cũng là của chị mà. Tôi chỉ đem trả lại đồ thôi. Không. Cô xin lỗi Bảo nhá. Ba.
Em xin lỗi chị. Em biết là em nói ra câu này thì em xấu hổ quá. Nhưng mà nếu mà không có hai mẹ con, chắc là em có nhảy xuống sông Hồng cũng không gột được nỗi oan với nhà chồng mất chị ạ. Là ai thì chúng tôi cũng sẽ như vậy thôi. Mẹ cháu bảo là không được tham thứ không phải của mình. Em luôn đối xử thô lỗ, coi thường hai mẹ con. Chị cho em xin lỗi nhé. Không có gì đâu, chúng ta là hàng xóm mà. Thế Bảo có tha lỗi cho cô không? Có. Nếu mà tha thứ cho cô thì từ giờ phải chăm sóc nhà cô chơi nhá. Vâng ạ. À, cô có cái này cho Bảo. Cảm ơn cô đi con. Cảm ơn cô ạ. Về nhà mới được mở ra đấy nhá. Vâng ạ.